Hello mọi người nha, chào mừng mọi người trở lại với kênh cá cảnh của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật góc nuôi cá của mình cho mọi người nha. Thì hôm nay nó hoàn toàn đổi mới luôn, để mình dẫn bạn đi xem. Mấy cái hồ của mình nay nó tím rệm luôn nè mọi người thấy không? Mình xử lý hồ đó các bạn, mình xử lý hồ. Thì cá đi đâu hết rồi, cá mình đem vô nhà hết rồi. Mình set up cái góc nuôi cá trong nhà nha mọi người. Mình set up cái dàn hồ kiến 12 cái. Đó, mình mới vừa làm cũng coi như là xong 99% thôi. Nhưng mà mình nôn quá mình thả cá rồi. Để mình dẫn các bạn vào các bạn xem nha. Thì mình đem tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mười mấy bầy gì đó, 10, tổng cộng là 12 hồ. Thì gom lại là 12, 14 hồ gì đó đem vô trong kia hết rồi. Hay, đây để mình vô mình giới thiệu mọi người. Đây nè mọi người, đây là cái góc nuôi cá trong nhà của mình nè, mới vừa set up xong, mới vừa thả cá hồi sáng luôn. Thì còn thiếu đèn nha, mình còn thiếu đèn. Mình ban đầu mình dự định đó là chỉ cần 3 cái cây đèn led thôi là đã đủ cho 3 tầng rồi. Ai nhà đâu là thiếu nha mọi người, phải đặt là tổng cộng là phải, cái tầng trên này là mình phải đặt tổng cộng là tới 2 cây rồi. Tầng dưới này thì 1 cây là đủ thấy rồi đúng không? Tầng dưới này chắc 1 cây nữa là được rồi. Thì đang chờ đèn về. Mình mới vừa đặt vô máng hồi sáng nè. Mình mới vừa đặt máng vô hồi nãy luôn. Cái máng trùng á, mới vừa thì phải làm cho tới luôn chứ sao đúng không mọi người? Làm cho tới luôn chứ không lẽ giờ làm sương rồi bỏ qua một bên, đâu có được. Lỡ làm rồi là mình làm cho đã luôn. Đầy đủ phụ kiện luôn. Lọc đồ đầy đủ luôn. Lọc thì mình được cho. Đó, đây là bầy sọt của mình nè. Đã chưa? Mới giờ thả vô thôi. Sọt BDS Hormone nha. Đó, tổng cộng thì mình có được 12 cái hồ. Đó, vàng này là 12 cái, vàng 12 cái hồ kiến. Thì mình có mua mới sắt nữa kìa. Mình có mua mới. Ê, sao cục này rớt ra ngoài. Dít vô. Rớt ra ngoài tùm lum luôn rồi. Thì tổng cộng là 12 cái hồ mình đã nói rồi. Mình có mua sắt nhưng mà do là các bạn này bạn đó thanh lý hồ rồi, cái mình thấy cũng thôi cũng được, để mình cũng nôn mà mất công mình chờ mình hàng, chờ mình cắt kiến, chờ mình ấy nó cũng hơi lâu ra. Thôi để mình lấy cái vàng này luôn, lấy cái vàng này về. Đó, thì sẵn đây thì mình cũng sẽ công bố kích thước cho mọi người luôn. Thì một cái hồ như vậy nó sẽ là kích thước 30, 50, 25, dài 50, rộng 30 và cao 25 nha. Đó, thì một tầng như vậy là mình sẽ để được là 4 hồ. Thì cái bề dài cái tầng á, cái bề dài của cái kệ của mọi người thì sẽ tầm nằm ở 1m4 cho tới 1m rưỡi, nó sẽ ok hơn. Đừng có ngắn quá, tại vì khoảng cách giữa hai cái hồ kiến các bạn cần phải có, để tránh cái trường hợp mà nước từ bên đây văng qua bên kia ha. Và cái chiều cao á, cái chiều cao của cái kệ thì tầm khoảng nằm ở tầm khoảng là 1m8 cho tới là 2m. Tại vì nếu mà bạn có làm một cái hàng mà để mà hồ trữ ở trên á thì bạn cần phải làm từ 1m8 tới 2m, nó ra là 4 tầng. Do là mình sử dụng chỉ có 3 tầng dưới thôi. Nếu mà được á mình sẽ sử dụng được luôn cả tầng trên để mà đặt ấy luôn, để mà đặt được một dàn hồ 4 cái nữa ha. Đó là cái chiều cao. Còn khoảng cách giữa các tầng thì mọi người canh như mình thấy khoảng cách giữa các tầng này là tầm khoảng là 5 tấc. Khoảng cách giữa các tầng sẽ là 5 tấc, và khoảng cách giữa cái tầng dưới cùng cho tới mà cái mặt đất sẽ là 2,5 tấc, 25 cm. Khoảng cách giữa tầng trên và tầng dưới sẽ là 50 cm. Đó, các bạn có thể là thiết kế theo kiểu như vậy và các bạn có thể là tính toán ra nha, có thể tính toán ra. Những cái bầy cá này mình mới vừa lên thôi, chưa có tuyển nha mọi người, chưa có lựa tụi nó. Thì tầm khoảng cho tụi nó quen cái đi, tầm khoảng ngày mai hoặc ngày mốt rồi mình mới rồi cái cục trùng mình bỏ ra ngoài luôn rồi. Mình bỏ cục trùng ra ngoài luôn rồi, giờ phải thọt vô là móc cục trùng ra nè. Mình để cái máng nó hơi chìm tí, đặng con cá nó bơi nó ăn đường trong miệng được. Chứ thật chất ra để cái máng hơi cao tí nó sẽ hay hơn, sẽ không có bị cái chuyện mà bỏ trùng ra ngoài. Đó. Đây là cái bài mà mình đã tuyển rồi. Thì bài này thì mình đang share cho mọi người nè. Chỉ 250k một cặp thôi. Cái bộ này làm giống thì mình nói thật hơi bị ngon. Cái bộ này làm giống hơi bị ngon. Đó, mình còn mấy cặp. Đó, bên đây là trống nha. Bên đây là máy nè. Máy bộ vây lưng, bộ tia thì mình đã tuyển cho mọi người rồi. Ha, giá này thì hơi bị ngon luôn á. Không có mà ấy đâu nha. Hôm nay mình mua đồ không có đủ nha mọi người. Tại vì cái mình được tặng một cái máy bơm oxy kìa. Cái máy Hylia gì đó, một CBA 120, nhưng mà cái bình nó bị hư. Mình tháo ra mình đi mua cái bình nhưng mà chưa có. Giờ mình để vậy cho nó chạy đỡ luôn. Đó, để vậy cho chạy đỡ luôn, để vài bữa nữa mình mua bình xong rồi mình sẽ gắn nó trở lại. Trùng này thì trùng mình mới mua. Trùng mới mua hồi sáng thôi. Đó. Cục này, tưởng nó mình rớt ngoài nữa chứ đây. Đèn hơi mờ mọi người thấy không? Nó hơi mờ một tí. Bộ này mình cũng chưa có tuyển luôn nè. Chưa, chỉ có trong đây nếu mà hô tuyển là chỉ có được một cái bầy là mình đã báo giá mọi người thôi. Còn những bộ này là mình chưa có tuyển. Đó, mình được mấy con rất là xịn sò luôn, sọt BDH Moon chuẩn luôn nha. Bầy này ha, bầy của nó là máy là kế bên. Thì mình thiết kế để mà mình làm nó vận hành nó trơn tru theo cái cách thao tác công việc của mình thôi. Đó, thay vì các bạn để cái dàn mà ống này là ống hút cặn nè, ống hút cặn thì mà những cái van này nè, van nè mọi người, các bạn thường hay để ngoài trước đặng các bạn dễ thao tác đúng không? Nhưng mà mình thấy nó xấu, thành ra mình đem nó cho vào, mình máng nó chính giữa và cái van nó quay trở xuống ha. Như vậy là mình sẽ hút được cặn nè ha. Còn cái đường ống thoát nước thì sẽ bên đây, nha mọi người ha, chưa quét dọn gì hết nha. Đó, cái ống này là cái ống thoát nè. Đó, còn cái ống này là cái ống nước vào nè ha. Ống nước vào mình dời vô máy trong hết. Những cái đường ống oxy mình cũng sẽ dời vô máy trong, đường ống oxy nè, và mình gắn van oxy nè. Đó, thì khi mà các bạn xài van oxy, một là các bạn sẽ xài bộ chia, hai là các bạn sẽ xài như mình là sẽ chơi cái ống ấy này. Sẽ dùng cái ống PVC 21 là ống cứng nè. Thì các bạn mua hai cái rắc tha đồng thao là các bạn gắn cái ống oxy vô mới được nha. Gắn vô bằng cái ống nhựa mềm ha. Các bạn ra tiệm các bạn cứ việc nói là mua cái rắc nối giữa ống cứng và ống mềm, thì báo kích thước ra người ta sẽ đưa cho mọi người chừng mấy ngàn cái, 15.000 cái thôi. Đó, như vậy sẽ ổn hơn ha. Và khi gắn van oxy này mọi người nhớ gắn cho nó kín nha, coi chừng nó xì thì uổng ha. Xì thì cái hiệu quả của mấy cái lọc của mọi người nó sẽ không được tốt. Đó, đó là những cái mà chú ý các bạn cần phải làm thôi ha. Ủa, cái hũ trùng mình bỏ đâu mất tiêu rồi. Nãy giờ lo nói quá, cái hũ trùng bỏ đâu mất tiêu luôn rồi. Đây đây, chưa có cho tụi này ăn trùng nữa nè. Chú vô trùng cho tụi này nữa. Đó, thay vì mình lấy mấy cái thao nhựa ngoài kia vô mình làm cũng được, mình ấy cho cái này cũng được, nhưng mà nhìn nó không được đẹp bằng, thành ra cái kia thì nhìn top view nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà cái này là chủ yếu là mình nhìn side view đúng không, thành ra là mình sẽ phải mua mấy cái máng ăn này để mà mình bỏ trùng vào cho nó gọn ha. Với lại làm vậy mình thấy cũng gọn nha mọi người, gọn ha. Tầm khoảng ấy nữa thì mình sẽ ra mắt với mọi người là cái thiết kế cái dàn 12 hồ 30 50 và 35 của mình, thì để dành để mà form cá. Đừng có làm cái hồ mà thấp quá, form cá cũng hơi dở ha. Như cái hồ này 25 thì form cá được nè, nhưng mà đối với mình thì nó cũng không có ấy gì lắm. Mình cần đó là cần cái miệng nó lên cao tới khúc vậy, là tầm khoảng 30 ha. Mình bơm nước vô tầm khoảng 25 là ổn. Nó hơi thấp vậy thì cá nó dễ dãy nha, bơm nước hơi đầy vậy thì cá nó dễ nhảy ra nha. Nó lạ lạ hồ là nó sẽ nhảy ra hết. Đó, những cái bầy cá tơ đem vô, đem vô nhà hết rồi. Có thể nói là đem vô nhà hầu hết những bầy cá mà có thể là ấy được đó. Thì mới vừa vận hành đây thôi, do là cái hồ này mình mới vừa đánh muối nè, mấy cái hồ này mới vừa đánh muối ra nó đục, với là nước nó là nước mới, đục hơi đục tí. Mấy cái hồ còn lại thì mình mới vừa chạy lọc có ngày thôi chứ mấy, nó cũng hơi nôn. Chạy lọc có ngày nhưng mà nước cũng khá là trong rồi đó. Sao cái hồ này nó hơi đục tí nè, để mình kiểm tra lại, có thể là do vi sinh chưa ổn định đó. Mấy cái hồ này vô nước một lượt mà nó trong hơn rất là nhiều đó. Máy nè, cứ hồ trống hồ máy kế bên, hồ trống hồ máy kế bên đó. Nay nhìn là ngon lành cành đào rồi đó, không? Bài này quá trời đã luôn nè mọi người. Bài này mình đang form nè, thì mình sẽ lựa ra, mình sẽ còn tuyển nữa, chỉ là đang form thôi. Mới giờ đem vô mà, để coi coi một khoảng thời gian coi coi nó bung như thế nào. Nuôi chắc tầm khoảng 2-3 ngày nữa, có thể là bữa nay ngày mai mình tuyển những cái con xấu xấu ra cũng không chừng. Như những con mà nó cái đuôi nó không được bung á, như cái con mái trong đó mọi người thấy không, sẽ dạt ra. Con mái trong nó sẽ dạt ra, con mái trong nữa sẽ dạt ra. À, trừ lại những con cái form đuôi tròn đồ lại. Thì theo cái nhận xét của mình đó, thì nếu mà các bạn mà muốn lên cái dàn hồ kiến á, thì các bạn làm phải đầy đủ in nè, đường ống nước vào nè, đường ống nước ra nè, lọc nè, máng ăn nè, đầy đủ hết nha. Như vậy thì nó sẽ đỡ cực cho các bạn. Đó, mình đã trở lại rồi đây. Tại vì làm cái này á, thì khi mà các bạn làm một cái dàn hồ kiến lên, các bạn chăm sóc đàn cá thì nó sẽ cực, ít nhất là gấp đôi so với những cái hồ thùng xốp. Cho nên là các bạn cần phải chuẩn bị đủ, do là những cái mặt kiến này nó rất dễ bám rong rêu rồi các kiểu, cho nên mình phải vệ sinh thường xuyên. Để dơ là không được, để dơ là nó sẽ bám rong lên rồi các bạn hết thấy luôn, hết thấy con cá luôn ha. Lên hồ kiến là chủ yếu là để thấy cá, để dễ tuyển lựa hơn đó. Thành ra là mọi người cần phải làm đủ. Cái thứ hai nữa là, nhất là cái đường dàn hồ kiến thì thường thường là các bạn sẽ để trong nhà, cho nên là mọi người cần phải tính tới là cái đường ống thoát. Đường ống thoát thì mình có mua thêm là tới mười mấy mét ống đồng mình truyền ra ngoài đó, tới dần xài thì sẽ truyền ra ngoài. Ban đầu thì mình định là đục tường luôn đó chứ, đục tường, nhưng mà thôi suy nghĩ lại thôi, đục tường nhìn nó ấy quá, thôi chịu khó mua thêm, tốn thêm chút, mua thêm mấy cái ống nữa ấy ra ngoài, truyền ra ngoài. Cần xài thì mình sẽ dục ống ra ngoài đó rồi mình truyền nước ra thôi ha. Còn ống in thì mình có cái ống rồi à, cái đầu vào của ống in nè. Nhớ nhà ống in thì làm nên cất lên một chút nha, cất lên một chút nha. Nó hơi cực tí nhưng mà cao hơn tí nó sẽ ok hơn. Lý do là nếu mà bạn làm ở dưới đó, khi mà bạn rút ra đó, nếu mà cái dàn hộ bạn để trong nhà, các bạn rút cái ống ra thì nó sẽ chảy tùm lum hết. Những cái nước nó còn thừa ở trong cái ống hệ thống đó, nó sẽ tràn chảy ra rất là dơ, cho nên là cần phải là làm quay ngược trở lên đó. Còn cái hệ thống mà xả đáy nè, các bạn có thể là làm quay ra ngoài trước cũng được, nhưng mà theo mình thì mình thích đẹp hơn, thành ra là mình sẽ làm kiểu này. Hơi hao cái ống này tí, ống này phải hơi dài tí mới được nha, hơi dài tí đó. Những cái gì mình nấu trong đây mình đều dán keo hết nha mọi người, mất công nó xì nước rồi xì khí tùm lum hết. Kể cả hệ thống oxy luôn mình cũng sẽ dán keo kính hết, mình dán keo full, dán keo ống nước á đó. Đó là những kinh nghiệm của mình khi mà set up một cái nhà hồ mới. Còn tự suy nghĩ ra để một cái hệ thống để mà mình làm thì nó lại khác, khi mà mình thiết kế thì nó lại khác. Còn cái này là mình làm, mình chỉ sửa chữa những gì dựa trên có sẵn thôi. Nếu mà tự mình thiết kế thì tất nhiên nó sẽ khác một tí, nó sẽ khác một tí nha mọi người, nó sẽ khác. Mình làm theo cái ý của mình, ý muốn của mình, thuận tiện cho nó việc chăm sóc hơn ha. Thôi hôm nay thì giới thiệu với các bạn là cái ốc nuôi cá trong nhà của mình nè đó. Tổng cộng là được 12 hồ rồi. Chuẩn bị nếu mà có điều kiện thì sắt mình đã mua rồi kìa, thì mình sẽ lên 12 hồ nữa. 12 hồ này là mình mua là đồ mà người ta bát lại thôi đó. Còn đầu tư một cái dàn hồ mới thì nó lại tốn kém hơn rất là nhiều Với lại nó cũng tốn thời gian để mà sửa chữa bản thiết kế trong cái đầu mình tí ha, sửa miết nha mọi người. Bộ này rất là phù hợp cho bạn làm giống bê đỡ tham môn nha. Thôi bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha.